kẹo kéo không? Ăn kẹo kéo không? Rồi quay đi con trai, quay đi. Mọi thứ chú lo, không cần phải trả tiền. Quay đi, chú mua cho con ăn. Số 1 rồi, quay tiếp. Ui giời ơi, con quay xui quá. Ôi giời ơi, sao con quay ba vòng chỉ một số vậy? Con quay mấy vòng? 3 vòng 5 ngàn con. Rồi nó bị đứt rồi, bị đứt là cho nó nó giòn quá hả chú? Nhưng mà cái này giòn thì mới ngon đúng không? Giòn mới ngon. Nhức nát hả? Trước là Nguyễn Hải phải không? Mình làm cái này là tốn nhiều thời gian không chú? Tốn thời gian dữ lắm à. Tới gần tiếng không mới gọi trứng cây đó. Dạ, tức là mình làm từ đường với ở bên trong là con thấy có đậu phộng nè. Đậu phộng. Bỏ chanh vô. Có bỏ chanh hả chú? Bỏ chanh vô chứ không bỏ chanh nó lợi đường. À. Nhưng mà khi mình ăn mình có nghe được vị chanh không? Không. Bỏ gì vừa thôi, bỏ quá nó hơi chua. Nè. À. Chú bán cái này lâu chưa chú? 4-5 năm rồi. 5 năm rồi. Chú là chú ở đâu chú? Ở bên Gò Ghe nè. Bên Gò Ghe. Rồi ngày nào rồi sáng nào chú cũng chạy đi bán hết hả? Ngày nào cũng đi vậy. Rồi chú làm cái này là từ sớm hay là từ tối hôm qua? Nay làm sẵn cũng được, mà không có gian bao giờ. Dạ. Tức là mình để lâu được hả chú ha? Được 2-3 ngày được. Dạ. Rồi mấy đứa chú hỏi nè, mấy đứa ngày nào cũng ăn cái này hay sao? Không có hả? Lâu lâu mới ăn hả? Lâu lâu ở đây bán hả? Dạ. Ăn ngon không? Khoái không? Nhưng mà ăn cái này là rau xăng hay gì? Răng sâu. Rau xăng, răng sâu. Ăn này là rau xăng. Là răng sâu đó tụi con. Kẹo không ta? Con đến quay quần mỏng vô số 10 nè. Chú tặng cho thằng cho cậu này quay 3 vòng. Con biết mỗi vòng nó quay được bao nhiêu không? Quay được con số 1. 5.000 ba lần quay chỉ có một con duy nhất con số 1. Ôi trời ơi. Cái này là YouTube nữa. Không? YouTube tên gì chú? Chú nhận coi chú. Miệt thứ thứ 11. Gì? Miệt thứ thứ 11. Rồi bye bye tụi con vô học đi. Đúng rồi, cảm ơn tụi con nha, đăng ký cho chú nha. Miệt thứ thứ 11. Ok. Rồi bye bye. Xin chào chú. Quay gì? Quay kẹo kéo nè. Quay quận 2000 rồi. Làm giờ là con quay cái này phải không? Là quay cái này mà có. Con quay tụi con quay đi. Con ăn không? Quay đi. Quay đi. Hôm qua chú quay nha, quận 2000 nè. Chú mua cho. Rồi ok. Chú bán màu hết ha. Chú 3. Số 3. Quay nữa ăn 3 quận 5000. 3 quận 5000 cho con quay nhờ đi. Cho con quay nhờ đó. Kẻ chống số 1. Cái nữa. Số 3 là 7. Là cộng lại hả? Cộng lại là được bao nhiêu rồi? Là 7 tấc rồi không? Rồi. Mà bán cho học sinh như làm mướn nha, ngày kiếm chừng 100 ngoài 200 à. Dạ. Mình làm cái này khó không chú? Con
làm đơn giản chứ không có khó gì đâu. Sáng là nó hơi cứng nhưng chúng nắng chút xíu để nó dễ kéo rồi. Cái kéo mấy con? Con dùng 2000 nè. Cái bự con nghe nó ốm thì nó hơi dài, còn cái mập thì nó cũng chút. À trong này là mình có đậu phộng. Có đậu phộng. Tức là mình làm từ đường với đậu phộng hả chú? Đường đậu phộng, chanh. Dạ. Cái này là chú tự làm hả? Tự làm à, làm nhà nè. Dạ. Ở Miệt Thứ là chú ở đâu? Ở bên Quả Ghe. Chú bán cái này lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm. Bán được không chú ha? Rồi chúc mừng con. Còn có đứa nào ăn nữa không? Nhưng mà thường là bán cho học sinh tiểu học thôi hả chú? Ngon không?